Chào các bạn trở lại. Hãy toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Người Việt chúng ta hay các nước Á Đông hay cả trên thế giới từ xa xưa đã tôn thờ những vị thần. Việc thờ thần, thờ phụng ông bà hay thờ chư Phật không thể nói đúng hay sai, tùy vào tâm ý bên trong mỗi người và cả mỗi vùng. Việc thờ các vị thần theo lý thì không, theo sự thì có thể. Một vị gia chủ bảo rằng: em theo Công giáo không được thờ thần tài thổ địa. Một vị thầy bên Phật giáo dạy rằng: đã theo Phật thì không thờ bất kỳ thần thánh nào cả. Hai ý trên đều đúng cả, nhưng vì sao rất nhiều người thờ thần, thần tài, thổ địa, ông công, ông táo, quan công và cả thánh mẫu? Dù nhà Phật hay Công giáo đều có bài điểm chung là hướng con người đến làm lành tránh ác, chia ranh giới giữa tôn thờ và tôn kính. Vì thế chỉ có thể tôn kính những vị thần, không được tôn thờ. Đó là về lý, còn sự tùy vào mỗi người. Nhiều người lại quan tâm đạo Phật, đạo Công giáo có được thờ thần tài hay không. Hải Toàn có dành thời gian đọc kinh Công giáo, kinh Thánh Tân Ước, hạnh các thánh, tuy nhiên không thể tỏ tường nên không dám chia sẻ thêm, hạn chế điều bất kính. Bài này Hải Toàn chia sẻ việc thờ thần dựa trên lý, trên sự, dựa trên thực tế rất nhiều người Việt chúng ta thờ phụng những vị thần. Chuyện đúng hay sai trên lý không quan trọng, bằng tâm an khi thờ phụng. Giả dụ người trước đây không thờ thì nói sai, sau thời gian làm ăn rồi chuyển tâm ý, sau đó lại thờ, sau đó lại nói đúng. Các bạn nên biết thờ phụng cúng kiến là cân bằng thần âm, thuộc vào tâm linh. Thờ phụng để tâm an, cầu tai, cầu lộc, cầu bình an. Nhưng trong đời sống hàng ngày nhất định phải cân bằng phần dương, đối người tiếp vật chân tình, ưu tiên phần dương rồi mới nghĩ đến phần âm. Người đạo Phật tức đã quy y, thọ tam quy ngũ giới, nếu chưa thờ những vị thần thì không nên. Với người hướng Phật, theo lý thì không, theo sự thì có thể. Sao gọi là hướng Phật? Là tâm mình hướng về Phật, xem Phật là giác, là tỉnh thức, là con đường đoạn trừ phiền não. Bản thân em không xem đạo Phật là đạo, em xem Phật là người thầy, giáo pháp là con đường. Kinh điển Phật học thâm sâu vô cùng tận, càng nghiên cứu càng cảm thấy kỳ diệu. Nếu tâm ý các bạn hướng Phật, mỗi ngày đảnh lễ trước tượng Phật, chỉ nên cầu cho con có tâm lượng rộng lớn. Con có tâm lượng rộng lớn như Ngài, cầu cho con giữ được làm lành tránh ác. Việc cầu tài cầu lộc có thể nương vào những vị thần, ví dụ thần tài thổ địa hay ông táo. Lại có người bảo có thần thánh nào đâu mà thờ. Giả dụ trong chúng ta có bao giờ bạn thấy con rồng thật? Chưa ai thấy con rồng dáng vẻ oai vệ bay trên trời cả, nhưng mỗi khi thấy hình thấy tượng là biết ngay đây là con rồng. Cũng vì lẽ đó, khi nhiều người tin vào một sự việc nào đó thì sự việc ấy sẽ hiển linh. Văn hóa thờ phụng tín ngưỡng có từ ngàn đời xưa. Việc thờ thần tài thổ địa ông táo với người Việt chúng ta là điều rất quen thuộc. Người thờ phụng thần tài thổ địa có thể nhiều hơn cả thờ Phật trong nhà. Phải chăng từ ngày thờ phụng tâm của bạn an hơn, tâm ý hướng đến sự trí tâm làm ăn, hướng đến sự chân thiện hơn xưa? Vậy người theo tôn giáo có nên thờ thần? Theo lý thì thờ Phật chỉ nên tôn kính, không nên thờ những vị thần khác. Theo sự thì tùy vào tâm ý thành kính của mỗi người. Một anh bạn sinh năm 82 chia sẻ, vài năm trước công việc khó khăn, vô tình kiếm được hai khúc gỗ đẹp. Nhờ một người thợ tạc tượng, một tượng mẹ Quan Âm, một tượng mẹ Châu Đốc. Từ khi ấy lòng nhẹ nhàng hơn. Anh ấy là người có tính tâm đơn giản, vì gọi Quán Thế Bồ Tát là mẹ Quan Âm. Nếu bạn đã trải qua hoàn cảnh ấy, sẽ thấu đạt được tâm ý của người trước và sau khi thờ phụng. Trường hợp khác, một anh gia chủ sinh năm 73 là người có tiếng và khá giả. Lần đầu đến nhà thăm,
anh ta biết Hải Toàn tính tâm thờ phụng, dẫn lên phòng trên lầu 3 để kính lễ phòng thờ. Trên lầu 3 của nhà anh, một gian phòng thờ gia tiên, một bàn thờ chúa và một gian phòng thờ Phật, thật là đẹp và uy nghi. Anh chia sẻ, trước kia ông bà theo Công giáo nên anh vẫn giữ lễ. Tâm ý anh hướng Phật. Tầm 10 năm trước, từ lúc khi ở nhà cũ, anh tìm được chỗ an vị các bàn thờ. Cuộc sống sau ấy thay đổi rất nhiều. Hiện nay, anh ở trong một ngôi nhà giá trị gấp trăm lần ngôi nhà bình thường. Không riêng gì anh gia chủ sinh năm 73 này, hầu hết những vị khán giả và tri thức, họ đa phần tính tâm chuyện thờ phụng. Việc thờ phụng nói chung hay thờ thần nói riêng xuất phát từ tâm ý của mỗi người, không thể nói đúng sai. Nói theo ngài Pháp Sư Tịnh Không, ông Táo là vị thần cai quản hòa phúc của mỗi nhà. Dù nhà bạn có bài vị ông Táo hay không, thì nhà có bếp là có thần Táo. Pháp Sư Tịnh Không, ngài là bậc trí tuệ, được cả UNESCO mời về làm việc. Nếu bạn nghe rất nhiều, nghe trên 50 bài giảng của ngài, bạn sẽ có thêm kiến thức về thiên địa quỷ thần. Theo đạo Phật, người quy y có thể tôn kính các vị Phật Bồ Tát và cả người cõi âm. Tuy nhiên, trong đạo Phật không có khái niệm thờ thần hay tôn thần, bởi vì đây là khái niệm thuộc về đạo giáo và tín ngưỡng khác. Đạo Phật không tôn thờ hay sùng bái bất kỳ một vị thần nào khác. Thay vào đó, đạo Phật tôn trọng và tôn kính làm lành chánh ác, khuyến thị mọi người, khuyến thị chúng sinh sống trong tình yêu thương và giữ giới. Theo lý đó, đạo Phật không có khái niệm về thờ thần hay tôn thần. Người tu hành và hướng Phật có thể tôn kính và cúng dường các vị Phật Bồ Tát. Trong dân gian từ xưa, thờ thần là một phần không thể thiếu trong văn hóa. Trong đời sống tâm linh của nhiều quốc gia trên thế giới, thờ thần đại diện cho một sự kính trọng đối với các vị thần, cũng như linh hồn và cả thờ tổ tiên. Thờ thần không chỉ là một hành động tôn kính mà còn là sự bảo tồn lịch sử, truyền thống văn hóa của mỗi nơi. Tuy nhiên, với rất nhiều người, việc thờ phụng là cách tìm thấy sự bình an, lưu trữ truyền thống và kết nối tổ tiên và cả gia đình. Việc có nên thờ phụng thần linh hay không là một vấn đề thuộc tín ngưỡng của mỗi người mỗi nơi, dĩ nhiên không có câu trả lời đúng sai. Bởi vì nhiều người tin rằng thờ phụng tâm linh sẽ đem lại may mắn, bình an cho họ, nhất là tâm của họ an hơn. Nếu bạn cảm thấy thờ phụng tâm linh là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh, thì việc thờ phụng hoàn toàn đáng kính, vì bạn thờ với lòng thành kính, cũng như việc ngày ngày không làm tổn hại đến người khác. Càng tốt hơn nếu sau khi thờ phụng, tâm lượng của bạn được rộng mở. Ngoài ra, nếu bạn không tin vào thờ phụng thần linh, thì cũng không có gì sai trái cả. Tín ngưỡng mỗi người đều không giống nhau, ví như khẩu vị của mỗi người đều khác nhau. Khi bạn không tin, không vì thế mà phản bác, dùng tâm, dùng ngữ bất thiện với những người tin tưởng. Khi dùng lời bất thiện, bạn đã gây ra oán giận. Khi có tâm bất thiện, bạn đã tự làm tâm mình ô nhiễm. Vì vậy, việc thờ phụng thần linh có hay không là vấn đề tín ngưỡng, tín tâm của mỗi người. Không có câu trả lời đúng hay sai. Dù thờ hay không thờ, sống chan hòa với người cõi dương, đó chính là phước lành tự mình vun bồi. Sự thiện lành của một người hoàn toàn không phụ thuộc vào việc họ có thờ phụng hay không. Sự thiện lành của mọi người tùy thuộc vào nghiệp quả của đời trước, sự tu dưỡng ở đời này, thông qua thân, ngữ, ý của mọi người trong đời sống hàng ngày. Ngược lại, nếu tin vào thờ phụng nhưng không giữ giới, vẫn tham, sân, si, mạn, nghi, hoàn toàn không ứng nghiệm. Làm sao ơn trên gia hộ khi bản thân của bạn không làm lành tránh ác? Trong xã hội, không ai thấy con rồng, nhưng nhìn hình nhìn tượng là nhận ra con rồng, đó là hô hình hoán tượng. Nơi bạn sinh sống, nhà nhà thờ thần, ắt đó sẽ là nơi đó có thần. Bản thân Hải Toàn tin rằng, mỗi nơi đều có thổ thần thổ địa, cai quản mảnh đất của mình. Mỗi nhà đều có ông Công ông Táo, cai quản chuyện thiện phước của cả gia đạo. Ngoài chuyện thờ Phật, thờ gia tiên, thờ thần tài thổ địa, thờ ông Công ông Táo, mỗi khi đảnh lễ khấn sinh, luôn có thêm một tâm ý.
con nguyện làm lành tránh ác, con nguyện giúp cho chúng sanh khi duyên đến, con nguyện phát tâm nhìn ai cũng là Phật Bồ Tát. Hải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.